Xin chào tất cả các anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị lồng chim. Cũng như anh em nhìn thấy thì trên tay tôi đang là một chiếc lồng chào màu Singapore. Đây là một lồng chào màu Singapore được rất nhiều anh em trong thời gian gần đây hỏi thăm là đã có lồng chưa. Hiện tại thì bên siêu thị lồng chim mới làm được có 2 chiếc thôi, chỉ có 2 chiếc duy nhất gỗ lồng chào màu Singapore, và chất liệu chiếc lồng này được làm bằng gỗ mun đánh bóng tự nhiên rất là kỹ này, đánh bóng tự nhiên và phần chân của nó là đục hoa lá tre, chân quỳ mặt quỷ. Em nhìn thấy mặt quỷ không ạ? Chiếc lồng này được dựng rất là cân đối. Ta quay xa anh em nhìn thấy là cái chiếc lồng này được dựng rất là cân đối tất cả các góc cạnh của lồng. Đấy. Mẫu lồng Singapore là cái mẫu lồng được bán chạy nhất tại Việt Nam, Malaysia và Singapore, mà được khách hàng rất là yêu thích cái mẫu dáng lồng Singapore này. Mẫu lồng Singapore này thì khi mà anh em treo lên thi đấu thì nó rất là nổi bật đúng không ạ? Bên cạnh những cái chiếc lồng vuông khi mở cả cái sàn treo như vậy đúng không ạ, cả cái trường đấu treo như vậy thì mình sở hữu những chiếc lồng Singapore như này vô cùng đẹp luôn. Đấy. Chân của nó là chân đục hoa lá tre anh em nhé, chân đục hoa lá tre và gỗ mun. Đây nó đang bụi này anh em sờ đây, rất là mịn luôn, rất là mịn. Đánh móng cả phần mặt trong và mặt ngoài của chiếc lồng này con dáng Singapore, chất liệu gỗ mun. Và chiếc lồng này thì phụ kiện sẽ bao gồm những gì ạ? Phụ kiện sẽ bao gồm móc mun này, nậm môn và ba cầu thẳng. Anh em đặt hàng thì em sẽ tặng thêm một bộ cống sứ tay che triện trị giá 70.000 đồng nữa. Còn áo lồng thì anh em thêm, và giá của sản phẩm này bên em đang giá khuyến mại với giá chỉ có 1.750.000 đồng thôi. Đây là giá khuyến mại chỉ có 1.750.000 đồng, bao gồm móc nậm cầu và sẽ được tặng thêm bộ cống sứ tay che triện nữa. Áo lồng này em mua thêm cho những chiếc lồng Singapore này nhé. Chiếc lồng vô cùng đẹp mắt. Anh em đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0984 217 365 hoặc 0964 27 8585 để sở hữu cho mình chiếc lồng chào màu Singapore này. Chất liệu gỗ mun. Mỗi lồng này thì bên em có cả chất liệu bằng tre, anh em có thể tham khảo trên Zalo số điện thoại là 0984 217 365 nhé. Anh em cũng có thể đăng ký subscribe kênh YouTube của siêu thị lồng chim để cập nhật thêm rất nhiều các video về các mẫu lồng khác. Để có thể lựa chọn cho mình những mẫu lồng phù hợp nhất. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video. Anh em có thể xem các mẫu lồng khác tại website www.siêuthilongchim.net để xem thêm các mẫu lồng khác cũng như có thể đặt hàng trực tiếp tại website của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em ở video sau.